Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu đầu tư trên sóng truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định rằng sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với Nghệ An trong lĩnh vực đầu tư thời gian qua có những hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. 10 năm qua, kể từ khi có thông báo số 1 ngày 20 tháng 8 năm 2003 về chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu và nhiều dự án đã được triển khai hiệu quả trên mảnh đất xứ Nghệ. Trong chương trình Nhịp cầu đầu tư tháng 5 này, chúng tôi sẽ phản ánh về hiệu quả cũng như triển vọng hợp tác đầu tư giữa Nghệ An với thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp tin tức đầu tư. Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều ngày 29 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Đặng Huy Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trong quý 1 năm 2014. Quý 1 2014, tổng sản phẩm GDP của tỉnh ước đạt hơn 10.650 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ trong 2 năm qua. Có 290 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 30,6% so với cùng kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong quý 1 năm 2014, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để mời gọi doanh nghiệp vào địa bàn. Cũng trong chiều 29 tháng 4, công ty cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức lễ công bố quy hoạch dự án quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao vui chơi giải trí Lan Châu Song Ngư và khai trương tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy từ đảo Lan Châu đến đảo Song Ngư. Dự án được quy hoạch trên diện tích đất và mặt biển gần 130 ha, tổng mức đầu tư cho công trình gần 1.800 tỷ đồng. Việc khai thác hiệu quả dự án quần thể du lịch Lan Châu Song Ngư sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội, góp phần cải thiện tình trạng du lịch hè thời gian ngắn, phát triển du lịch cửa lò bốn mùa. Hiện nay, công ty cổ phần Song Ngư Sơn đã đầu tư trên 300 tỷ đồng, mua 6 tàu chở khách với công suất 225 mã lực và 5 mô tô nước phục vụ du khách tham gia tour du lịch sinh thái và khám phá mạo hiểm. Đây là một điểm nhấn trong mùa du lịch 2014 của thị xã Cửa Lò. Ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Nghệ An xác định việc hợp tác đầu tư thương mại với Singapore là hướng ưu tiên trong thời gian tới và đề nghị Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam xúc tiến thúc đẩy chương trình hợp tác với Nghệ An trên các lĩnh vực mà Singapore đang có thế mạnh. Đại sứ Singapore và các cộng sự cam kết hỗ trợ vận động các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Nghệ An, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để tập đoàn Sembcorp và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore Persip triển khai dự án đầu tư tổ hợp khu công nghiệp đô thị và dịch vụ tại tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nói đến hiệu quả hợp tác giữa quê hương Bác với thành phố mang tên người, không thể không nhắc đến các dự án của các nhà đầu tư từ trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại phương Nam ra đây. Vậy hiệu quả sau 10 năm hợp tác trên lĩnh vực đầu tư như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự. Một trong những nhà đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Nghệ An sau mốc son hợp tác cách đây 10 năm, giờ gắn bó và thành công trên mảnh đất này, phải kể đến công ty cổ phần ứng dụng công nghệ mới Techco. Dự án đầu tiên mà Techco triển khai ở đây là khu chung cư cao cấp C1 hay còn gọi là Techco Tower, được xây dựng trên diện tích đất 11.700 m². Diện tích xây dựng là 31.760 m² với tổng mức đầu tư lên đến 200 tỷ đồng. Đến nay, đây vẫn là một trong những tòa nhà đẹp nhất của thành phố Vinh. Sau dự án khu chung cư Techco Tower, nhà đầu tư đến từ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục dự án trên lĩnh vực khu đô thị, chung cư như khu đô thị mới Vinh Tân, khu chung cư và nhà ở xã hội Lê Lợi ở thành phố Vinh. Mới đây nhất, nhà đầu tư đã khánh thành và đưa vào sử dụng trung tâm điện ảnh đa chức năng có quy mô cũng như mức đầu tư lớn nhất Bắc miền Trung. Tổng nguồn vốn mà Techco đầu tư trên mảnh đất xứ Nghệ tính đến thời điểm hiện nay khoảng 1.000 tỷ đồng. Có thể nói, nhà đầu tư này đã góp phần tạo nên dáng vóc hiện đại cho thành phố Vinh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Trên lĩnh vực du lịch dịch vụ, trong những năm gần đây, nhiều du khách đã đến với Nghệ An bởi vẻ đẹp tiềm ẩn được khám phá và tôn vinh của bãi biển Cửa Hiền với thương hiệu khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Đây là khu nghỉ dưỡng được thiết kế với những ngôi biệt thự biệt lập liền kề, bố trí hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên. Lấy điểm nhấn hướng về thiên nhiên, các phòng ngủ có hướng nhìn ra biển và nằm gọn trong hệ thống cây xanh, thảm cỏ, sân vườn.
Tất cả được bài trí trong một cảnh quan thiên nhiên, biển, núi mà tạo hóa ban tặng cho con người thật hùng vĩ và đầy cảm hứng thi ca. Có thể ví bãi Lữ như một Đà Lạt trên biển. Bãi Lữ trước thời gian đến giờ thì nó đã có thương hiệu vào trong khách, không những khách trong nước của ta mà khách ngoài nước cũng tham gia vào tại bãi Lữ của mình càng ngày càng được đông lên. Nhất là cái thời điểm mùa hè này thì không, số lượng phòng của bãi Lữ thì không chứa hết được khách. Và cũng có một số khách nước ngoài như ở Lào, Thái Lan, cũng có một số ở Pháp. Thì hiện tại bây giờ là ở Lào và Thái Lan đã đặt phòng của mình đến tháng 10, tháng 11. Doanh thu một năm thì một năm của mình nó tăng trưởng dần dần, cũng đầu tiên thì được 10 tỷ, nhưng mà dần dần lên nó đến thời điểm này là cũng gần 30 tỷ. Được khởi công ngày 9 tháng 12 năm 2007 tại khu Dứ Mộ thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn và xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 là 1.045 tỷ đồng. Công suất nhà máy đạt 100 triệu lít bia một năm và có thể mở rộng nâng công suất lên 200 triệu lít bia một năm. Dự án có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh trong thời gian qua. Nằm trong hệ thống, Bệnh viện Mắt Sài Gòn được đầu tư trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực khám chữa bệnh về mắt. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động tháng 5 năm 2010, có quy mô 7 tầng với tổng diện tích 9.000 m2, tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện đã thu hút một lượng lớn bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập ở địa phương và đáp ứng nhu cầu điều trị kỹ thuật cao của nhân dân. Bệnh viện đã khám, thu dung khám và điều trị bình quân mỗi năm khoảng độ 30.000 lượt bệnh nhân, tiến hành nhiều các kỹ thuật cao mà khả năng của tỉnh là chưa thể đầu tư để phục vụ bệnh nhân được. Ví dụ như cái phẫu thuật khúc xạ điều trị cận thị, loạn thị, viễn thị bằng laser Alzheimer, rồi cùng với hệ thống mắt trong tỉnh đã khám và điều trị giải phóng mù lòa cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. Với định hướng phát triển Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực Bắc miền Trung, thời gian qua tỉnh ta đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy truyền thống đất học xứ Nghệ. Với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 1.000 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2008. Tháng 6 năm 2013, Trường Đại học Công nghiệp Vinh chính thức được thành lập do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. Năm nay, trường chính thức tuyển sinh với 10 chuyên ngành đào tạo. Cái điều làm chúng tôi tâm huyết và tin tưởng đầu tư đó, Nghệ An chúng ta là có 4 chữ đất học Nghệ An. Với cái tỷ lệ học sinh và chất lượng của học sinh đào tạo phổ thông như vậy, chúng tôi cho rằng đầu tư để tạo nên thành một cái đào tạo nguồn nhân lực cao cấp mà thông qua hệ thống đào tạo giáo dục đại học, đấy là điều rất đúng. Và vì thế cho nên khi mà đầu tư được triển khai với một cái dưới hình thức cụ thể là xây dựng Trường Đại học Công Vinh, thì chúng tôi có thể đánh giá rằng thế này, cái lớn nhất hiện nay đã thực hiện được là với cái đầu tư đó, chúng ta đã có được một trường đại học mới trên đất học Nghệ An này. Phát huy thế mạnh của từng địa phương, trong hơn 10 năm qua, các tổ chức và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đến tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại Nghệ An ngày càng nhiều, tạo ra dòng vốn đầu tư quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đã có 45 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.351 tỷ đồng. Trong đó, có 41 dự án đã đi vào hoạt động và đang triển khai với tổng vốn đầu tư là 13.627 tỷ đồng. Các dự án đã nộp ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 5.000 lao động. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một số nét cơ bản trong hiệu quả hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua. Vậy những yếu tố nào góp phần làm nên hiệu quả này và triển vọng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
Thưa ông, nhiều người đánh giá rằng mối quan hệ giữa Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là sự hợp tác để phát triển giữa hai địa phương, mà nó còn thể hiện tình cảm của thành phố mang tên Bác với quê hương của người. Ông nghĩ sao về đánh giá này? Đó có phải là lý do chính dẫn đến những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong 10 năm hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Đúng như nhận định của một số các đồng chí, mục tiêu về hợp tác thì có thể nói trên cơ sở về lợi thế tiềm năng của từng địa phương để tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ giúp đỡ trong cái phát triển kinh tế chung của từng địa phương. Thế thì ngoài các cái yếu tố mà có thể hấp dẫn các nhà đầu tư mà Nghệ An chúng ta có, ví dụ liên quan đến vị trí địa lý, liên quan đến giao thông, rồi thì cái kết cấu hạ tầng quan trọng. Cái tiêu chí thứ hai là liên quan đến nguồn nhân lực, Nghệ An có thể nói là một trong những nơi mà cung cấp nguồn nhân lực cao. Cái thứ ba là liên quan đến tiềm năng về đất đai, khoáng sản và cái tài nguyên chúng ta. Và con em Nghệ An là những người mà vào ở thành phố Nghệ An là bán là tương đối đông. Đây cũng một cái có thể nói là một trong những cái nguồn lực của chúng ta. Thế thì ngoài những cái yếu tố chúng như vậy thì riêng Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là thành phố mang tên Bác và quê hương Bác thì chúng ta có một cái mối quan hệ đặc biệt, có thể nói như vậy. Và chúng ta cái này đã triển khai có hiệu quả thực sự. Và cái này nó minh chứng là không chỉ quan tâm của Thành phố Hồ Chí Minh mà Nghệ An chúng ta vừa rồi có cái nghị quyết 26, nghị quyết duy nhất của Bộ Chính trị về phát triển của một tỉnh ký ngày 30 tháng 7 năm 2013. Thế thì trong đó có cái nội dung thứ nhất trong cái khâu tổ chức thực hiện đó, có một câu gì xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An được hiện là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời cũng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, địa trung ương, các địa phương vì tấm lòng vì quê hương và lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh một số dự án triển khai có hiệu quả và có đóng góp rõ rệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An thì vẫn còn một số dự án chưa hiệu quả, thậm chí là ngừng triển khai. Theo ông là nguyên nhân do đâu? Dự án mà không phát huy tác dụng phải dừng, tất nhiên không nhiều. Vì chúng ta có khoảng 10% tổng mức đến 4 dự án thôi. Có thể nói có cái nguyên nhân chính, một là 2003 nhưng mà bắt đầu thực hiện thì 2004 và chỉ có đến 2006 thôi. Sang 2007, cuối năm 2007 thì bắt đầu khủng hoảng kinh tế liên tục cho đến bây giờ. Đây là một cái có thể nguyên nhân chính chung cho tất cả các nhà đầu tư nói chung. Cái nguyên nhân thứ hai mà có thể nói là cũng về trách nhiệm của chúng ta, đó là gì? Tất nhiên có cái phần khách quan là cái khó khăn của tỉnh nhà, tức là trong quá trình chúng ta làm thì vừa làm mặt bằng, tức là cái khâu tổ chức giải phóng mặt bằng không kịp thời cho các nhà đầu tư, vướng mắc, đây cũng là một cái khâu yếu của chúng ta. Cái thứ ba là cũng để nói đến trách nhiệm của nhà đầu tư, một số nhà đầu tư thì quá trình ra chuẩn bị khảo sát vân vân làm có thể nói cũng chưa kỹ, cho nên là cái năng lực tài chính cùng với cái khó khăn về cái suy thoái kinh tế cho nên không đảm bảo được. Nhân dịp tổng kết 10 năm hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An thì sẽ có những hoạt động gì diễn ra thưa ông? Trong chương trình thì về thời gian thì là năm một cái dịp tháng 5. Ngoài cái nội dung đánh giá tổng kết 10 năm thì có các cái hoạt động liên quan với những đoàn sẽ tổ chức đi dâng hương hoa tại quê Bác và một số cái khu di tích, rồi thì tổ chức gắn biển cho các cái công trình nhân kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa hai địa phương mà những cái công trình có hiệu quả. Cái thứ ba là chúng ta sẽ tổ chức đồng thổ một số công trình nhân cái dịp này của cái thời kỳ mới. Và cái thứ tư có thể có một số cái hoạt động về an sinh xã hội. Phát huy những thành quả đã đạt được trong hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua, thì trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai địa phương sẽ được duy trì và phát triển như thế nào ạ, thưa ông? Trên cơ sở chúng ta đánh giá cái kết quả 10 năm để rút ra những cái mặt được, chưa được, và đặc biệt là chúng ta rút những kinh nghiệm, những cái mà chúng ta vừa rồi trong cái giai đoạn vừa rồi gặp khó khăn vướng mắc, đồng thời ra soát lại và trên tinh thần để chúng ta cái phương hướng phát triển mới cho từng địa phương để chúng ta xác định được các cái định hướng trong cái thu hút đầu tư. Đặc biệt nhất đối với Nghệ An là có nghị quyết 6, riêng Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một nghị quyết Bộ Chính trị, nghị quyết 16. Thì hai bên đã có cái phối hợp trao đổi và giáo cho các ngành tham mưu đã chuẩn bị những cái nội dung này gắn với các cái ngành của các địa phương để liên kết tăng cường cái mối quan hệ quảng bá hình ảnh giữa các địa phương. Các địa phương sẽ cử ra hai đồng chí lãnh đạo tỉnh để chủ trì hai cái việc này, giao cho hai cơ quan kế hoạch của hai địa phương sẽ là cơ quan thường trực trong quá trình này để có cái tổ chức hàng năm có cái đánh giá rồi tổ chức tổng kết của từng năm, sơ kết của từng năm trên cơ sở luân phiên tại địa điểm của hai địa phương. Xin cảm ơn ông đã trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình này.
Chuyên mục Nhịp cầu đầu tư tháng 5 năm 2014 xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website www.truyenhinhnghean.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.